cái vỏ ốc chuẩn bị giao cho anh em nha anh em. Này có đáy nè. Khá là đều, khá là đẹp nè anh em. Lỗ nào như lỗ đó đều quá là đẹp, em cứ đặt hàng xài thử thôi. Rất là đẹp, cái này là tầm 5-6 gem vậy nè. Cái bộ anh em mua thì anh em xài 3-4 năm trời không nhầm gì hết, anh em xài kỹ 5-6 năm bình thường. Thì anh em xài kỹ thôi, kỹ thì lâu thôi, còn inox 3.4 nó biết nào hư nó. Anh em thích alo ha, bảo rất là đẹp đều. Thì anh em muốn đặt dây lớn thì mình làm dây lớn, nhỏ làm dây nhỏ.